Đó, cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên bà con ơi. Để cho cái nước nó qua trước rồi mình mới đi á. Dạ, muốn đi trước đi. A Di Đà Phật, cố lên. Từ dưới lên tới trên uống xong đi nước. A Di Đà Phật. Bây giờ con anh giữ nước không cho nước này là không được. A Di Đà Phật. Rồi, rồi đi trước, đi trước mẹ, đi trước. Thích thở sâu phì ra vô bị tha là khỏe rồi. Làm vậy hết rồi. Quá khỏe, quá khỏe. Lên, lên. Trời, cái bạn bè không vui. Hả? Có chị cô đi. Hi. A Di Đà Phật. Cố lên bà con ơi. Ồ, có em đó kìa. Cố lên, cố lên. Muốn ngồi chỗ kia, ngồi kia đây. Ngồi nghỉ đó, cứ hành trình ai tiếp tục. Cái bên kia định đại chứ nhau mất giờ. Giờ cũng có cái bên kia là mở kêu. Ngồi đứng tại luôn á, xuống luôn. Đó, đâu kệ không xuống thì hầu lên lại. Đi leo đậu rồi xuống rồi. Đúng vậy đó anh ta. À đúng rồi. Đi lên rồi thử thách sức khỏe. Mấy trẻ có muốn rồi bắt qua nha. Dạ. Chiến thắng mình vẫn còn khỏe. Yeah. A Di Đà Phật. Cố lên, cố lên. Thầy đợi cho, thầy đợi rồi, thầy nói thầy đợi rồi đi. Vô trình vật. Đó tiền. Con nói mấy người. Con đi lên nổi thì lên, không lên nổi thì đừng có lên nữa. Ủa, xuống một người rồi đó hả? Ngồi chịu ngồi tặng đá người rồi đó hả? Ngồi nghỉ thôi rồi chút xíu đi xuống lên họ thấy. Bà đi mà mình họ thấy mày.